Đầu gối luôn xin kính chào của khách. Hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2019. Tôi và luôn xin trân trọng giới thiệu chiếc tủ rượu. Kích thước là dài 2 m, rộng 45 và cao 2,2. Chiếc tủ rượu 4 cánh. Toàn bộ phần cánh bên dưới là đục thủ công bằng tay, dày 3 phân. Tất cả các bên đường nét đục chạm phần bên dưới là đục tay 100% và dày 3 phân. Cái link quý vị đang xem đây là thì Luân quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Luân cơ sở 2 tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là toàn bộ cái phần cánh đây. Phần cánh này là dày 3 phân. Và chiếc tủ rượu này thì Luân làm theo đơn hàng của một chú khách hàng ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Trước khi bàn giao cho khách hàng, Luân sẽ quay lại một clip ngắn để giới thiệu chi tiết, đường nét chi tiết. Để quý vị cùng vào xem đường nét chi tiết. Tất cả cái phần cánh này đục tích là tùng cúc trúc mai, tức là hoa lở bốn mùa. Tùng lộc, cúc kê, trúc trích và mai điểu. Và phía bên trên là hai ngăn kéo đục quả dưa con sóc. Toàn bộ phần cánh là dày 3 phân. Và tủ này có kích thước là dài 1m97, cao 2m17 và sâu là 45 phân. 4 cánh, tất cả cái đường nét đục chạm bằng tay hết, được làm bằng chất liệu gỗ vụ. Và ngoài chất liệu gỗ vụ ra, thầy Luân còn sản xuất bằng gỗ hương đá Nam Phi. Thì tối và thì khênh ngoài cái mẫu tủ rượu 4 cánh ra thì luôn còn làm cái mẫu tủ 2 cánh và tủ 3 cánh. Nặng cái tủ nặng đi đông khênh không người khênh. Tầng 1 thôi. Tủ để tầng 1 mà. Ở cái quý vị đang xem đang được thầy Luân quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thầy Luân cơ sở 2 tại Văn Cao, Hải Phòng. Vậy tại Luân đang sản xuất những cái mẫu tủ rất là nhiều. Các bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu tủ rượu 4 cánh đẹp như này thì liên hệ ngay với cả Đồ Gỗ Thầy Luân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ Gỗ Thầy Luân tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Thank you.